Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Niêm xin giới thiệu hai cái mẫu xe này cũng như là so sánh nó để cho quý vị khách hàng đang có nhu cầu mua xe tải thì sẽ lựa chọn ra cái xe theo cái ý thích, cái mong muốn của mình ha. Đây là con Dắt là mình mới bán về Cai Lậy của Tiền Giang. Đây, biển số 63. Đó, 15268. Khách hàng ở Cai Lậy Tiền Giang. Về tổng quan bên ngoài, đó, con Dắt màu trắng kem. Còn bên đây con Isuzu QM của Vĩnh Phát cũng màu trắng kem luôn. Còn bên đây thì cabin vuông dứt. Còn con bên đây thì cabin đôi, cabin truyền thống đầu gù, cabin đôi. Rồi, đầu tiên thì mình đi cái con Dắt này trước đi ha. Này Euro 2, đời 2017. Đó, thằng này thì nó cũng vậy luôn, cũng Euro 2, Euro 3 chứ quên, này Euro 3 cũng 2017. Rồi, trước tiên là cái thùng, cái gương ở phía trước cabin luôn, ngay cái đầu xe. Đó, này là cabin đôi. Cabin nó có cái giường nằm. Cái lớp vỏ thằng này thì nó xài cái vỏ là 900-20. Vỏ 900. Đây, cái thùng. Thùng của con Dắt này là nó dài 7m3. Chiều ngang lọt lòng thùng là 2m2-50. Chiều dài lọt lòng thùng là 7m3 nghe quý vị. Đây, lớp sau cũng vậy luôn, cũng xài lớp vỏ là 920. Phiên bản thùng mua bạc. Đây, vòng qua đây luôn. Đây. Không. Cái xe là mới chạy hàng nha, mới chạy hàng cho nên là cũng hơi bụi bặm tí xíu. Đây, còn đây là phía sau của cái thùng của con VM Vĩnh Phát nè, ha. Đó. Thằng này thì cái thùng của nó là dài là 7m, chiều ngang của nó là lọt lòng là 2m, chiều cao lọt lòng là 2m luôn. Cái con này thì nó xài cái lớp là 825. Lớp 825R20. Về cái ngoại hình kích thước tổng thể bên ngoài thì cái con Dắt này nó lớn hơn cái con VM này tí xíu. Về cái tải trọng cho phép chở hàng thì con Dắt này là 8,4 tấn 50. Còn cái con VM này, con VM này là 8,2 tấn, tải trọng cho phép chở hàng. Thùng thì con Dắt lớn hơn tí xíu ha, lớn hơn con này tí xíu. Cái con này chiều dài thùng thì chỉ có 7m thôi, còn con này thì tới 7m3. Cabin con này là cabin vuông ha, nó không có cái giường nằm. Còn con Dắt thì nó có cái giường nằm, con Dắt thì nó rộng hơn. Cái chassis của con Dắt này thì nhìn nó lớn ha, nhìn nó lớn và cái độ dày nó dày hơn là cái con VM này. Con VM này cái chassis nó hơi mỏng hơn, hơi nhỏ hơn ha. Đó. Lợi thế của việc chọn hai cái dòng xe này đơn giản thôi, chẳng qua là nó rẻ tiền là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tải, nó là lấy được cái tải lớn. Cái thứ ba nữa là cái thùng của nó vừa dài vừa rộng để thuận tiện cho cái việc là lên hàng xuống hàng, rồi chở hàng nặng nè, hàng công kênh đó. Nhiều khi mình quảng cáo xe, mình giới thiệu xe, mình đeo cái bị vậy nè. Các bạn tưởng đâu là mình là cò xe. Thật ra thì tại cái bị mình đựng đồ, máy quay rồi này kia rồi vậy thôi. Đồ dùng lặt vặt linh tinh. Cho nên là mình hay đeo cái bị. Chứ không có cò bỏng gì hết. Mình là bán xe luôn. Mình là người có đại lý rồi có bản lương rồi luôn nha. Chứ không phải là cò bỏng gì hết. Cái con Dắt này thì nó xài là kính quay tay. Kính quay tay thì nó bền, nó trâu bò. Vô lăng 4 càng. Rồi hộp số thì 6 cấp, 6 tiếng 1 lùi. Đó. Không, tắp lô rồi nè. Thì này thì nó cũng có máy điều hòa. Rồi cũng có radio. Dân dân và dân dân. Thắng này xài thắng hơi, lốc kê nè. Đó. Ở đây là có trang bị thêm cái đồ xịt bụi mình vệ sinh.
cabin 3 người. Ngoài ra thì nó có cái giường nằm ở đây nè, rất là thuận tiện để cho anh em tài xế, khách hàng phụ xe rồi, tài phụ rồi, thì mình nghỉ trưa mình nằm ở đây cũng được. Đó, cơ bản vậy thôi. Dung tích xi lanh làm việc của con này thì nó 4.75 4 xi lanh thẳng hàng, tục bô tăng áp, cúp bô đầy đủ hết. À, thằng này nó xài động cơ phao nghe quý vị. Cái động cơ phao này thì nói chung là cũng rất là trâu bò. Đó, nói chung là cái động cơ này cũng rất là trâu bò. Ở đây thì nó có cái cửa sổ trời quen thuộc của dòng xe dắt là nó hay có cái này để lấy gió ngoài ha. Đó, không xài được máy điều hòa máy lạnh thì mở cái này lấy gió ngoài. Rồi chúng ta qua con VM nha các bạn. Đây là con VM nè, thấy không? À, VM thì vô lăng 2 càng. À, thằng này nó xài là kính chỉnh điện. À, kính chỉnh điện. Hộp số thì cũng 6 cấp, 6 tiếng một lùi. Cũng trang bị máy điều hòa rồi radio này kia rồi kia nọ. À, đầy đủ. À, thằng này thì cabin là 3 người. Không có giường nằm. À, nội thất nó thì cơ bản vậy thôi, cabin đầu vuông. Thắng thì cũng xài thắng lốc ke. Thắng hơi. À, thắng hơi lốc ke. Rồi, nổ máy cái coi. Thằng này động cơ là xài công nghệ Isuzu Euro 3 đời 2017, hai con đều là sản xuất năm 2017 hết. Dung tích xi lanh làm việc của con này là 5.19 ha. Dung tích là 5.19. Rồi, cơ bản vậy thôi. Nói chung là tiền nào thì của nào. À, anh em nhiều khi muốn xài cái xe hiệu, nhưng mà xài xe hiệu nằm ở phân khúc mà tải 8 tấn này thì nó tới 1 tỷ mấy lần. Mình không có tiền mình sắm nổi. Thì mình đợi biết chừng nào, thấy không? Giờ đợi, đợi có tiền mới sắm xe hiệu. Thì đợi không biết chừng nào mới sắm được cái xe. Trong khi đó anh em người ta chịu khó xài cái xe là giá là bình dân rẻ rẻ tí xíu. Mà người ta có xe người ta chạy, người ta làm chủ hàng. Đó, chạy thời gian lúc đó có tiền rồi chúng ta sẽ có cái sự lựa chọn. Thích sắm xe hiệu thì xe hiệu, còn không thì cứ chơi xe rẻ tiền, mau lấy vốn, tới đâu hay tới đó. Ai sau thì mình vậy. Nói chung là mua xe gì thì đó là cái quyền của mỗi người và cái cách xài xe. Và nó còn tùy thuộc vào cái nhu cầu hàng hóa, công việc, mặt hàng, đường đi, rồi tài chính của mình nữa. Nó nhiều yếu tố lắm. Nó có rất là nhiều nguyên nhân, lý do để chúng ta chọn mua một cái chiếc xe nào đó. Ở phân khúc mà xe mà giá tầm trung á, gọi là rẻ tiền bình dân rồi đó, thì để chọn ra cái xe mà có cái tải lớn nè, cái thùng rộng rãi để chở hàng cồng kềnh đó, thì hai cái xe này thì có thể là rất là phù hợp để anh em quyết định chọn. Rồi bây giờ chúng ta ra bên ngoài nha các bạn. Cái xe này thì đã bán cho khách là hổm rài rồi. Này là xe mới nha, bán cho khách hổm rài rồi. Khách tới ghé bảo dưỡng thay nhớt định kỳ ha. Đó. Còn con này thì khách là có nhu cầu bán lại. Đó. Con này là xe là xài được năm rồi ha. Cho nên là khách có nhu cầu cần bán lại để đổi xe dữ hơn. Cho nên anh em khách hàng nào khoái một trong hai dòng xe như thế này thì có thể là gọi điện thoại cho Niềm. Số điện thoại quen thuộc là 0938 845 720. Đây, muốn con xe mới giống như vậy thì bụp. Đó. Còn bên đây. Bên đây là xe cũ cần ra. Đó. Thích thì bụp nó luôn thôi. Để giá hữu nghị cho anh em luôn. Gọi điện thoại cho Niềm càng sớm càng tốt. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì người khác nó hốt. Hôm nay thì Niềm xin chia sẻ đánh giá sơ bộ vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những cái video clip tiếp theo.